buổi chiều ngày hôm nay. Lớp chúng em xin được trình tiết mục Bông Hoa Cúc Trắng. Sau đây là những diễn viên tham gia: bạn Yến, bạn Quốc Hưng trong nhà thầy Vuốt, bạn Minh Thư trong vai người mẹ, bạn Yến My trong vai người con. Để bạn của chúng em xin được phép bắt đầu. Trong một vùng quê nào có một bà quá nghèo sống cùng với một gái nhỏ của mình. Mỗi ngày bà phải làm những vất vả để cho con gái mình ăn học. Một hôm bà lâm bệnh nặng, còn nằm trong nhà nghỉ ngơi. Bà cho lời con gái mình về và nói: dạ con đây mẹ. Con đi ngay, mẹ đã chờ con nha. Dạ. Cô bé chạy đến nhà thầy thuốc để mời thầy thuốc về khám chữa cho mẹ mình. Trời ơi, có chuyện gì mà con chạy đến chỗ mẹ con? Thầy ơi, mẹ con đang bị bệnh đó nè. Thầy có thể về nhà khám cho mẹ con được không ạ? Được rồi, con sẽ giúp mẹ con. Hai người chờ về nhà. Con biết là làm sao để đỡ con bố mẹ, con cũng không thể giúp gì. Con cảm ơn con, con đi rồi.